The Fender 4 là phần game thứ tư trong series game thủ thành được phát triển bởi studio Raiden. Đây có thể nói là một trong những loạt game thủ thành nổi tiếng nhất hiện nay, khi các tựa game được có hơn 1 triệu lượt tải trên cả hai nền tảng Android và iOS. Sở hữu bối cảnh fantasy huyền ảo, game sẽ mang người chơi tới một thế giới tươi sáng và đầy màu sắc. Tại đây, người chơi sẽ phải đảm nhiệm vai trò của người thủ thành và bảo vệ căn cứ trước những đợt tấn công của lũ quái vật. The Fender 4 có một sự thay đổi rõ rệt so với các tiền bối trước đó của mình. Giờ đây, thay vì thủ thành theo phong cách màn hình ngang, người chơi sẽ được theo phong cách màn hình dọc kết hợp yếu tố roguelike, từ đó tạo nên một lối chơi tiện lợi và đầy bất ngờ khi phải chọn các kỹ năng ngẫu nhiên để ngăn chặn lũ quái vật. Phần đồ họa của game cũng được nâng cấp hoàn toàn với đồ họa 2D tươi sáng. Các nhân vật trong game sẽ được thiết kế trau chuốt hơn, cũng như mang đến hàng loạt các hiệu ứng đặc sắc hơn. Không chỉ vậy, hàng loạt kỹ năng mới lạ cũng được bổ sung để tạo nên những trận chiến vô cùng kịch tính. Ngoài ra, trong game Defender 4 còn có hàng loạt tính năng khác cũng gây thú vị không kể cho người chơi trải nghiệm, từ các tính năng mạnh hóa và nâng cấp quen thuộc cho tới các tính năng thần thú, thánh vật v.v. sẽ giúp cho người chơi dễ dàng đánh bại các kẻ địch mạnh mẽ. Dù là tựa game thuộc thể loại thủ thành, nhưng Defender 4 lại đề cao tính giải trí và thư giãn đặc trưng của loại game Defender. Hiện tựa game mobile đầy hấp dẫn này đã được ra mắt trên mobile và có đông đảo người chơi trải nghiệm. Nếu bạn là một người hâm mộ dòng game thủ thành thì chắc chắn không nên bỏ qua cái tên này. We'll be right back.